sổ cho tay đá cho hai đội chào khán giả. Cũng như là thủ tục nhận phân nhận bóng trong khu vực qua. Để quý vị chúng ta tiện theo dõi thì chúng tôi xin được giới thiệu đội hình ra sân của hai đội trên sau. Các cầu thủ bên phía đội Tuấn Trung ra sân với bộ trang phục áo cam quần cam. Còn bên phía các cầu thủ Thôn Trì ra sân với bộ trang phục áo trắng quần xanh. Tổ trọng tài sẽ điều khiển chính trong trận thi đấu chung kết này là trọng tài Nguyễn Văn Hợi và trọng tài Lưu Cường. Hai trọng tài điều khiển trận thi đấu chung kết ngày hôm nay trong trận thi đấu chung kết vừa trở về đây. Như vậy trận thi đấu chung kết đã chính thức được diễn ra. Các cầu thủ bên phía đội Tuấn Trung là những người giao bóng đầu tiên. Và giao bóng đầu tiên các cầu thủ bên phía đội Tuấn Trung đã chưa thể thành công. Các cầu thủ bên phía đội Tuấn Trung đã cắt được bóng và bóng đá đi xa hết đường biên ngang. Bóng lên của các cầu thủ bên phía đội Tuấn Trung. Chúng ta có thể nhìn thấy tập đoàn lực lượng của hai đội Tuấn Trung cũng như là đội Tuấn Trì đều rất mạnh. Những cầu thủ trụ cột của cả hai đội đều đã được xuất phát ngay từ đầu. Toàn một dòng trung phong xuất sắc thì các cầu thủ bên phía đội Tuấn Trì sẽ được thực hiện quả ném biên. Việt Anh ném biên cho Sĩ Luân không được. Một pha không chế bóng của Sĩ Luân nhờ vậy bóng đá đi ra hết được biên ngang. Quyền đá ở trọng tài này xác định các cầu thủ bên phía đội Tuấn Trì đưa bóng đi ra hết được biên dọc. Ném biên rất nhanh của các cầu thủ bên phía Tuấn Trung. Để ngay sau khi tiếng còi khai cuộc thì hai đội bóng đá nhập cuộc. Bên phía Tuấn họ làm là đương kim vô địch. Gần như các cầu thủ bên phía đội Tuấn Trung họ vẫn thi đấu với những cầu thủ qua các mùa giải vừa qua. 2 năm vừa rồi thì do ảnh hưởng dịch Covid-19 chính vì vậy và của Sa Tân Giang đã không được tổ chức thường xuyên và năm nay thì dịch tình hình Covid đã và giải đấu này tiếp tục được diễn ra và đón xem và cổ vũ cho các trận thi đấu vừa qua. Quả ném biên của các cầu thủ bên phía đội Tuấn Trung Linh Đa vẫn đang là các cầu thủ bên phía đội của Tuấn Trung kiểm soát bóng. Đánh bóng rất bay người tư nhân, đây là Quang Độ. Vẫn lưu Bình Châu và Quang Độ rất khỏe. Trọng tài xác định không có lỗi, vẫn là các cầu thủ bên phía đội Tuấn Trung. Không được. Một pha phối hợp 2-2 giữa Linh. Mặc dù tổ chức tại sân Tuấn Trì và là đội chủ nhà, nhưng đây mới là lần đầu tiên các cầu thủ bên phía đội Tuấn Trì họ lọt tới trận thi đấu chung kết. Trận thi đấu cuối cùng giải đấu năm nay đang được sự chờ đợi mong mỏi của đông đảo khán giả nhà. Vẫn đang là cầu thủ bên phía đội bóng của Tuấn Trì có nước chuyền bóng ra anh Tuấn Trung không được. Một pha lăn xả rất tốt của các cầu thủ bên phía đội bóng Tuấn Trung. Một pha lăn xả của cầu thủ Hoàng Quyền và như vậy bóng đá đi xa hết được. Tuấn Trung là cầu thủ sẽ thực hiện quả đá một góc. Việt Anh vẫn là Việt Anh hơi chôn mặt phần hơi chôn chính vì vậy không chế kỹ thuật của cả hai đội vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn. Bóng bắt trong chân của các cầu thủ bên phía đội một lần nữa để đảm bảo cho các phương tiện giao thông đi lại thì cũng rất mong toàn thể quý vị khán giả chúng ta đến tại sân của Tuấn Trì đón xem để xem quý vị khán giả xem cũng như là rất nhiều xe rất mong toàn thể ta sẽ để xe chúng ta gọn gàng để tiện giao thông có thể lưu thông một cách thuận tiện hơn. Tuấn Trung họ đã có tới 4 lần lọt vào thi đấu tại trận chung kết và đã 2 lần lên ngôi chức vô địch. Đây là lần thứ 5. Một pha tung người của cầu thủ Vũ Phong ở phía của Phúc Can và đây là Linh Đa không được. Linh Đa đã không thể vượt qua. Quả đá biên dành cho các cầu thủ bên phía bóng Tuấn Trung vẫn đang là cầu thủ bên phía đội Tuấn Trung Ngọc Châu. Hôm qua được bên cầu thủ bên phía đội Tuấn Trung đang có bóng rồi. Sĩ Luân Hoàng Quang thi công. Hoàng Quang đã không thể vượt qua được Sĩ Luân. Bóng đá trung gian nói riêng. Một trận lưu trung về thi đấu thông thạo cũng như là thi đấu rất chắc chắn. Sĩ Luân đã thêm được một pha dứt điểm tung tiền hai của Hoàng Độ. Bóng đá đi quá nhiều chính xác, bóng đi quá cao so với
Thế công quả đã phân bóng lên dành cho các cầu thủ của đội Tochi. Anh thì là người đã phân bóng lên. Việt Anh vẫn đang là Việt Anh. Việt Anh đang đi kèm rất sát rời các cầu về bên phía đội Tochi. Các cầu về bên phía đội Tochi họ đang lùi về khá sâu. Gần như toàn bộ biên được thực hiện dành cho các cầu thủ bên phía đội Tochi. Hoàng Phương, đây là Chí Luân, không được, Chí Luân đã vượt, vẫn là Hoàng Phương. Bóng vẫn đang luồn quẩn bên phía phần sân nhà của các cầu thủ đội Tô Trung. Linh Đa bánh gì không thể vượt qua đánh gì. Đây là Hoàng Châu, không được, cũng rất là khó khăn cho các cầu thủ bên phía đội Tô Trung khi mà triển khai vác bóng tấn công lên phía trên. Hàng phòng ngự của hai đội trong những phút và vẫn đang thắt vào nhau, cả hai đội vẫn chưa dám đẩy vào đội hình lên để tấn công. Đây là Linh Đa, vẫn là Linh Đa, rất ít các cầu thủ áo vàng ở phía trên. Linh Đa bánh gì có thể tranh chấp những pha bóng thay đôi đối thuộc với đối phương. Về thể hình và thể lực thì đội bóng của thôn Trung nhỉnh hơn đôi chút. Họ có cái đồ Linh Đa, đội trưởng bên phía đội thôn Trung có những pha thì đè tốt. Thế Luân, hàng dẫn cấp của Thế Luân chưa thành công, đã bị Duy Quang bắt ba rồi, rất điểm tung ra, không vào. Một pha dứt điểm. Hàng Kiều trong trận thi đấu ngày hôm nay. Hôm nay thì anh đã trở vào Văn Ngôn. Hoàng Kiều đã thi đấu được rất nhiều vị trí, anh tư đang một trong những tiền vệ của đội bóng Tô Trì. Nhưng bước vào giải đấu năm nay thì thủ thành bên phía đội Tô Trì đã bị tấn thương. Và tiếp tục lại là một pha để bóng đi dãy đường dọc của các cầu thủ bên phía đội. Mặt trận hô trên và anh đã không thể đứng vững chân tư của mình để thực hiện pha dứt điểm căn tay trong tình huống vừa rồi. Hoàng Thủy. Chọc khe, không được rồi. Một pha chọc khe hô mạnh của Linh Đa dành cho hai đội bóng Tô Trì và đội bóng Tô Trung chờ về giờ phút này. Vẫn đang là các cầu thủ bên phía đội bóng Tô Trung. Rất khó có thể vượt qua được phần tầng nhất nhất bảo vệ của các cầu thủ bên phía đội bóng Tô Trì. Các cầu thủ bên phía đội Tô Trì họ đang bố trí hàng phòng ngự phải nói là rất đông, rất kinh tế, rất khó không họ có thể vượt qua được. Trong ý Linh Đa là một trong những cầu thủ chuyên gia sút phạt góc cũng như là chuyên gia sút phạt dành cho đội bóng Tô Trì. Bật chất đạo của cầu thủ Duy Quang, những cú đánh đầu bóng khó như thế này thì hai đội có thể chuyển hóa được và thắng được khi Nguyễn Hồng sẽ là cầu thủ đá phạt góc bên phía là cái giải dành cho đội bóng của Tô Trì. Thiên rất là công bằng. Pha dứt điểm khá thoải mái của cầu thủ mang áo 29 Việt Anh. Lên của các cầu thủ bên phía đội bóng Tô Trì. Duy Quang. Một pha đá rất nhanh của Duy Quang lên phía trên. Thủ thành Hoàng Cửu đã phải bay ra để đấm bóng ra phía ngoài. Bóng vẫn đang được quẩn trước cầu vùng của đội bóng Tô Trì và đây sẽ là cơ hội phản công nhanh dành cho các cầu thủ. Không được. Hoàng Thuận đã đẩy bóng hơi dài một chút và Duy Quang đã có mặt kịp thời để cắt bóng trong tình huống vừa rồi. Linh Đa vừa đây. Vẫn đây chưa thể thực hiện được dành cho đồng đội. Quyền dành cho đồng đội. Phong Ngọc Tê dứt điểm. Không được, không phải là một pha dứt điểm của các cầu thủ Hoàng Bằng bên phía. Bóng Tô Trung vẫn đang là Hoàng Bằng chuyền bóng vào phía sau. Một tình huống bóng lập bật khá nguy hiểm với thủ thành có chiều cao khiêm tốn như Hoàng Cửu 1m65 thì những tình huống Hoàng Bằng một pha đến biên rất mạnh của Hoàng Bằng lên phía trên không thể vượt qua được thì đang thêm rất sát và tiếp tục trở lại là một quả đến biên được thực hiện dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Tô Trì. Không được, Linh Đa kỳ phong, không được. Mặt thân trơn và Linh Đa đã thiên thể khi bắt tốc độ trong tình huống vừa rồi. Thấy anh đang là một nhạc trưởng thi đấu rất tốt cho đội bóng Tô Trung qua các mùa giải vừa qua. Linh Đa vẫn đang là linh hồn thi đấu cho đội bóng Tô Trung để có mặt tại trận thi đấu chung kết ngày hôm nay. Các cầu thủ trải qua 7 mùa giải thì đội bóng Tô Trung chưa có năm nào không chịu lọt vào vòng thi đấu bán kết.
có thể nói là một đội bóng rất mạnh. Ngọc Châu, Minh Thiến, Vũ Quang tiếp tục bóng lại, tiếp tục đến chân của Ngọc Châu, Linh Đa và Ngọc Châu. Hoàng Bằng vẫn đang là Hoàng Bằng, pha dứt điểm ngay của Hoàng Bằng không chính xác, một pha tưởng như Hoàng Lân và anh Trân trong những phút qua vẫn đang đối bóng. Hai cầu thủ thi đấu cao nhất bên phía đội bóng Thanh Trì đang phải lùi về sau để tìm kiếm bóng. Việt Anh, Minh Chiến, Hoàng Lân chuyền bóng ra tay cho Hoàng Bo. Rất hay, vẫn là Hoàng Bo, vẫn chưa thể thực hiện được chuyền bóng ra ngoài. Rất đáng tiếc, Hoàng Bo đã không phải là một pha ngả phạt đền để cú dứt điểm của Hoàng Bo. Đó là một pha không chế bóng của Hoàng Bo. Và như vậy đến lúc này thì cầu trọng tài chính đã được vừa rồi kết thúc việc thi đấu đầu tiên của trận chung kết giữa hai đội Tân Trung và đội bóng Tân Trì. Hai đội sẽ không tạm nghỉ với kết quả hòa 0-0 và xin mời. Trong hiệp thi đấu thứ hai này, các cầu thủ bên phía đội chủ nhà Tân Trì là những người giao bóng trước. Vâng, anh Thông đến từ Bắc Lê cũng sẽ treo thưởng cho cầu thủ nào ghi bàn thắng đầu tiên với là 200.000 đồng. Anh Thông đến từ Bắc Lê sẽ tặng thưởng cho cầu thủ nào ghi bàn thắng đầu tiên của trận chung kết ngày hôm nay. Trận đấu đã được bắt đầu và đây là Hoàng Bằng, pha chuyền bóng của Hoàng Bằng lên phía trên, Ngọc Châu chưa thể vượt qua được anh Thủy. Và đây là Hoàng Chiến, Hoàng Chiến đưa bóng sang bên phía là Nghĩa Thải, chưa thể vượt qua được Duy Quang. Cầu thủ bên phía đội Tân Trì sẽ thực hiện quả đá phạt góc bên phía của Phan Đen và cầu thủ sẽ thực hiện quả đá biên là Linh Ca, một trong những cầu thủ chuyên gia thực hiện pha đá phạt đánh đầu. Rất đáng tiếc, một pha chơi bóng đứng đến đầu của Hoàng Hà đi sát hàng ngang khung thành của đội bóng Tân Trì. Và Linh Đa đã tiếp tục rất nhanh với cầu thủ to cao và béo rất nặng. Chính ai chia ra nhưng vừa rồi anh đã rất bàn thắng đã được ghi. Trong những ý thức của thủ chuyển chuyển dưới cho Linh Đa. Hoàng Thư vẫn đang là Hoàng Thư chuyển bóng lên phía trên. Bóng nhân cần của thủ thành bên phía đội bóng Tân Trì. Tổng ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận Tổ quốc và các ban ngành của xã thì chính vì vậy giải đấu của Tân Trì ngày được phát triển và nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cầu thủ cũng như là bà con nhân dân các dân tộc xã Tân Trì luôn đến với luôn đến trong sân để theo dõi và cổ vũ cho các trận thi đấu trong những ngày vừa qua là rất đông trong những ngày nghỉ lễ vừa qua. Mặc dù toàn bộ các bà con nhân dân cũng như là cán bộ công nhân viên chức về nghỉ lễ nhưng đã đến tại trận sơ kỳ để đón xem ba cầu thủ xuất sắc. Chúng ta đã thấy lưới của đội bóng Tân Trì rung lên, dùng thứ sức bóng cùng về bên phía đội bóng Tân Trì đang bị đau.
không phải là Duy Quang mà là Hoàng Quyền. Hoàng Quyền là người đã có thể đối với đội tuyển Trung Hoa đang về rất sâu để tham gia hỗ trợ cho Hoàng Quyền về những thứ đó. Đây là cái lỗi không được của đội tuyển Huế. Nhưng đã có tới hai cầu thủ Lộc Châu và Hoàng Quyền đang lên đón nhận đường truyền trong tình huống vừa rồi, nhưng rất đáng tiếc và xuất điểm cuối cùng của Hoàng Quyền bóng lại đi phía chính xác. Nhưng và thật công nhanh của các cầu thủ bên phía đội phòng thủ rất chăm chế cực kỳ nguy hiểm, và đây là Hoàng Quyền chuyền bóng vào trong hơi sâu và các thủ thành bên phía đội bóng của mình đã bắt quen ra bóng rồi. Để đội tuyển Mỹ phá hết cuộc chơi rồi, đội tuyển xuất sắc dành cho các cầu thủ phía đội bóng Trung. Là đội tuyển Hoàng Quyền đã không thể chạm vào cầu vào đóng cho tình huống vừa rồi. Để biển xuất sắc vào phía sau. Không được, không phải là một pha thả thân đâm đầu của Hoàng Đô mà anh thực hiện được pha đêm lòng. Một pha đêm lòng trước chân của Hoàng Đô trong tình huống vừa rồi. Tổ chức đến biên hòa thường tổ chức đến biên rất nhanh cũng như là những pha đá phạt rất nhanh. Tiếp tục đây sẽ là một pha đến biên của các cầu thủ đội tuyển Trung Hoa và đến biên của Minh Chiến. Vẫn là Minh Chiến chuyền bóng vào trong. Một pha xuất hiện ngay của một lần bây giờ thuộc về các cầu thủ của đội bóng Trung Hoa. Việt Anh chuyền vào Việt Anh lên phía trên thể đến dọc chân của Phú Lâm. Bóng vẫn tiếp tục. Linh Đa đang lùi về khá sâu để lấy bóng. Bóng đây là Linh Đa chuyền bóng lên trong cấm, không thể vượt qua được Việt Anh. Và bây giờ sẽ là cơ hội phản công nhanh của các cầu thủ phía đội Việt Trung. Rất hay. Vâng, một pha đầy dậy hết sức dễ dàng và không thể qua được các trọng tài chính của chúng tôi. Chúng tôi đã nói thì hai trọng tài điều khiển chính trong chung kết này là hai trọng tài thi hoa cấp tỉnh. Lùi vòng và như vậy Duy Quang đã phải nhận một thẻ vàng đối với trọng tài chính của chúng tôi. Những cái này đã rút ra thẻ vàng cảnh cáo đối với Duy Quang. Vừa rồi là một pha đẩy người rõ rệt, và nếu như không phải là một pha đẩy người của Duy Quang, chắc chắn sẽ là một tình huống cực kỳ nguy hiểm lên cầu môn của đội bóng Quốc Trung. Và bây giờ thì các cầu thủ đội bóng Quốc Trung họ sẽ được thực hiện quả đá phạt ở bên phía lại bên trái, một quả đá phạt rất gần của Lê Cao Môn. Chắc chắn đây cũng sẽ là một tình huống nguy hiểm của tình huống dành cho đội bóng Tô Trung. Phú Lâm sẽ là cầu thủ thực hiện quả đá phạt dành cho đội đội được không? Đó là Phú Lâm. Không thể vượt qua được trào chắn của đội Tô Trung. Trào chắn của anh thì hợp lý. Và một lần nữa bóng lá đi xa hết để bị dập. Thế đá biên sẽ được gần đá biên sẽ được trao cho các cầu thủ của đội bóng Tô Trung. Quang Độ vẫn đang là Quang Độ. Quang Độ đang đi Linh Đa kèm rất sát, và đây sẽ là đợt tấn công nhanh Linh Đa. Chúng ta có thể thấy được sự đáng sợ và sự nguy hiểm của đội bóng Tô Trung là như thế nào khi mà một mình Linh Đa không có cầu thủ nào hỗ trợ phía trên, và anh đã quyết định tung ra một cú dứt điểm bóng đi xuyên và góc xa của bàn quà đội bóng Tô Trung. Vừa rồi phải nhờ tới cái khác khi đội bóng Tô Trung mới phải không phải nhận thêm bàn thua thứ hai. Điểm táo bạo từ xa, đội biên rất mạnh vào bên trong, chưa thể vượt qua được Duy Quang. Bóng vẫn đang lên chuẩn trước cầu môn của đội bóng Tô Trung. Tiếp tục bóng lại sang sân của Duy Quang đi ra thế này. Vâng, thay mặt cho đội bóng của Tô Trung xin được thông báo những nhà hảo tâm đã đồng hành cùng đội bóng Tô Trung tối ngày đêm nay sẽ đến tại nhà lễ trang để tổ chức lễ tổng kết cùng với đội bóng Tô Trung. Một lần nữa xin chân trọng kính mời các cá nhân, các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cũng như là ủng hộ đội bóng của Tô Trung tối ngày hôm nay vào lúc 19 giờ sẽ đến tại nhà lời quan để cùng tổng kết chia vui với đội bóng của Tô Trung. Tiếp theo Linh Đa, Lộc Châu, Linh Đa, vẫn đây là Linh Đa, cơ thể từ người đây chưa vào bên trong, khá nguy hiểm Lộc Châu. Bằng và hơi chất của thủ thành Hoàng Cửu trong tình huống bây giờ, bằng với Hoàng Cửu phải tăng và sớm hơn một chút nữa trong tình huống bây giờ. Đây là Phú Lâm,
Hôm nay là chú Luân và Linh Đa. Chú Luân rất khó có thể vượt qua được Linh Đa với thể hình cao to, thì Linh Đa luôn chiến thắng trong những pha tư đề của mình. Ở đường trên vô rất những cái đường đội tuyển có kỹ thuật tốt. Anh Thi tiếp tục là một pha cắt bóng tốt của Hoàng Xuân. Linh Đa vẫn chưa thể tung ra được cái điểm. Linh Đa không thể vượt qua được hai cầu thủ bên phía đội bóng tuyển thủ. Bây giờ này cầu thủ Đinh Chiến đã xả hết rồi để chơi chắn vào bóng. Bây giờ bóng đã đi ra hút cầu biên dọc quyền ném biên. Bây giờ sẽ được trao cho các cầu thủ của đội tuyển thủ. Linh Đa giơ tay góc sâu dứt điểm. Đóng cứ đưa cho đội bóng Tô Phù. Tiếp tục lại là một pha bóng rất nguy hiểm trước cầu môn của đội bóng Tô Phù. Trong những ít phút vừa qua thì các cầu thủ đội bóng Tô Phù họ liên tiếp ép sân lên cầu môn. Các cầu thủ đội Tô Phù họ đang thi đấu rất sung. Linh Đa, Thú Lâm không được ngã sâu vẫn là Thú Lâm mà là bóng ra tốc độ của Thú Lâm. Rất may được pha phạt bóng thông minh và chính xác của Duy Toàn. Phạt góc dành cho đội bóng của Quốc Thư. Vâng, cầu thủ đội Thanh Trung đã có thể trở lại sân để tiếp tục thi đấu rồi. Và bây giờ trận đấu sẽ tiếp tục được diễn ra và anh Thư sẽ là cầu thủ thực hiện quả đá phạt góc dành cho đội bóng của Quốc Thư. Chúng ta cho xem như có pha bắn thông minh chỉ số hay không. Đã bị bắt bài rồi. Bóng đá chạm chân của Thu Lâm đi ra hết đường biên dọc. Lại là một quả ném biên dành cho đội bóng của Thôn Thị. Hy vọng pha ném biên mạnh vào phía trên. Đá được không? Duy Toàn chính xác. Và khi cha đã quyết một pha bay như chim của thủ thành bên phía đội bóng Thôn Thị. Một pha cản phá trước cần. Một pha đánh đầu vào đúng góc xa. Bóng đá đường sắt phần an thủ thành của đội bóng Tô Phương. Trước đó là một pha bay như sắt của thủ thành lên dòng trận chung kết ngày này cũng được điều rất là xứng đáng. Linh Đa vấn đề là Linh Đa nhưng mà Linh Đa là rất đông các cầu thủ bên phía Ngọc Châu rất nguy hiểm. Linh Đa và Ngọc Châu có thể thay sở trong phạm vi hẹp là rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Cầu thủ chụp vai và tiến lên được không? Quá hay và quá dẫn
chúng ta có thể thấy là sự cổ vũ rất nhiệt tình của toàn thể quý vị khán giả. Chúng ta đang cổ vũ cho hai đội bóng cuối cùng và cuộc thi đấu trong chung kết trong buổi chiều hôm nay. Còn những phút vừa qua thì hai đội đang công hiến cho chúng ta những pha bóng rất sức đẹp mắt, những tình huống rất sức nguy hiểm và chúng ta cũng đã phải thuyết tin. Thời gian đang còn rất ít và tỷ số của trận đấu đang là 1-1. Liệu hai đội có phải bước vào loạt đấu chính ngay gì hay không? Thời gian còn chính thức của trận đấu đang trôi dần về cuối hiệp thi đấu thứ hai. Hai đội đang hòa nhau với tỷ số là 1-1. Và nếu như phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu thì đội nào thắng cũng đều là rất hạnh phúc và may mắn. Và đến tiền tiếp theo vẫn sẽ được trao cho các cầu thủ của đội bóng Quốc Kỳ. Như chúng tôi đã nói, khi mà hiệp thi đấu kết thúc, hiệp kết thúc thì hiệp thi đấu thứ hai chắc chắn sẽ được rơi rời và kích tính lên rất nhiều. Đã có chút cơ hội của sân khai. Chúng ta hãy chờ xem. Vâng, giờ đây sẽ có một quả đá phạt dành cho đội bóng Quốc Kỳ. Đá phạt ở gần cầu lưu nhưng góc chút là hơi hẹp. Những tình huống có được như thế này chắc chắn các cầu thủ đều được dùng thế phải hết sức cẩn thận. Những cầu thủ đội Thanh Kỳ đã sáng hết phần thân của đội bóng Thanh Kỳ rồi. Thầy trò đang xin chào cho hai đội. Cú lần giữa tuyển thẳng hay là chuyền bóng này? Thứ hai! Vâng, chưa có còi của trọng tài. Đó là một pha đá biên, đá pha lại của các cầu thủ bên phía đội bóng của Thanh Kỳ. Và đã đưa lần thứ hai của Phú Loan đánh thủ. Không thể vượt qua được hoàn cảnh mà chúng ta lấy phần cản bóng trong tình huống vừa rồi. Có thể đánh lên bàn thứ hai không được. Chưa có thứ hai của đội nào đánh cấp chân. Lần này thì bóng đã đi xa hết của chúng ta và chân tài đã chỉ tay vào cho tắt bóng lên. Vâng, như vậy sẽ có giả đá phạt góc dành cho đội bóng của Quốc Kỳ. Cú lăn sẽ là cầu thủ sẽ thực hiện pha đá phạt góc dành cho đội bóng của Quốc Kỳ. Quả bóng là sang. Tiếp tục lại là một pha chính xác của Quốc Kỳ. Và dễ dàng được ghi bàn cho đội bóng của Quốc Kỳ. Kết thúc 60 phút thi đấu của trận chung kết. Hai đội Quốc Kỳ và đội Quốc Trung. Hai đội đã hòa nhau với tỷ số là 1-1. Và bây giờ hai đội sẽ phải bước vào loạt đá luân lưu đôi may dự để phân mình thắng thua trong trận chung kết hôm nay.
thành cảm ơn đồng chí Hà Đức Tử đã trao giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Hoàng Văn Thương. Vâng, xin cảm ơn đội bóng Thôn Quyền và cảm ơn ông Hoàng Văn Thương đã trao giải ba cho đội bóng của Thôn Quyền đã thi đấu xuất sắc tại giải đấu năm nay và họ đã về. Vâng, xin được chúc mừng cho đội bóng của Thôn Trì đã xuất sắc giành giải nhì tại giải bóng đá Nam Tây Nguyên có thời gian lần thứ 7 năm 2022. Và đội bóng hôm nay, xin mời đội bóng Thôn Trì sẽ lên chất cơ cấu để nhận cờ tiền thưởng và cúp cờ trận đấu. Và xin chào, xin mời ông Nông Quang Chất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thôn Giang, trưởng ban tổ chức giải sẽ lên trao giải nhất và cúp cờ đội bóng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.